Gòn, để chúng ta xem Sài Gòn sẽ đẹp như thế nào. Thì mình đã được sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn này nhưng mà chưa có dịp đi tham quan như thế này. Thì hôm nay mình sẽ bỏ một ngày cuối tuần ra để cùng nhau đi tham quan. Hai Thảo. Dạ em chào anh. Xin chào các tình yêu. Hôm nay là một ngày cuối tuần tương đối cũng đẹp trời, thì Nhật Thảo có hẹn với anh Leo để đi khám phá một vùng Sài Gòn. Mình nhân tiện hôm nay Nhật Thảo và anh Leo sẽ đưa các bạn đi tham quan vòng vòng Sài Gòn các bạn nhé. Nào chúng ta cùng đi. Thân mến, hôm nay trong chuyến ngao du ngày hôm nay của Nhật Thảo và anh Leo, điểm đến đầu tiên đó chính là hồ Con Rùa. Anh Leo ơi, anh Leo có thể chia sẻ cho em và các bạn nghe đôi nét nổi bật về hồ Con Rùa không ạ? Hồ Con Rùa theo mình được biết đó chính là nơi trấn giữ một long mạch, đúng không? À. Rồi thì các bạn thấy là rõ ràng sau lưng mình các bạn sinh viên rất là vui vẻ. Thì các bạn thấy là đây là một nơi dành cho các bạn sinh viên, thì các bạn thường ở đây học bài nè, vui chơi, đàn hát dịp cuối tuần. Thảo hay ra chơi không? Dạ có, thường thì buổi tối cuối tuần á, em và các bạn của em hay ra đây ngồi đàn hát nè, có nhiều khi còn ăn quà vặt nữa. Thì lát nữa đây mình và Nhật Thảo sẽ cùng nhau đi uống cà phê bệt, là một cái đặc điểm phải nói là rất là đặc trưng của giới trẻ Sài Gòn, của giới trẻ Sài Gòn đó. Các bạn ở dưới kia thấy mình nhớ về tuổi thơ quá anh nhớ về thời sinh viên dễ sợ. Bây giờ tự nhiên ước gì Nhật Thảo có một vé để trở về tuổi thơ để được hòa mình với thiên nhiên. Rồi đi chơi với anh đi, đi chơi Sài Gòn đi, sẽ về tuổi thơ với một ngày luôn. Dạ. Giới thiệu đó là lên cốc lắc sáng sớm chưa ăn sáng. Sau lưng mình là nhà thờ Đức Bà nè, các bạn thấy không? Đó. Vừa uống cà phê mà vừa ngắm cảnh thì thật là tuyệt vời. Bye.
Buổi sáng thì cũng hơi đuối thì anh em mình chuẩn bị qua Diamond Plaza để chuẩn bị ăn trưa.